Em chào mọi người nhá Hôm nay thì em sẽ lên một cái dòng siêu tầm nữa Đó là hồ điệp bụi Nhưng cái loại này thì số lượng thường là nó hơi ít Bởi vì nó không phải là cái hàng phổ thông Đấy Như cây của nhà em là một bụi của nó này Có tầm khoảng 3, 4, 5 thân Tóm lại là thân rất là nhiều Dễ khỏe Ngồng nhiều nhá Đa số là nó đang có 2, 3 ngồng Sau là nó sẽ lên thêm đấy Tại càng nhiều cây nó sẽ cứ càng lên nối tiếp mà Đấy có cây một bụi này nó có cây to cây nhỏ thì cây to thì nó cho ngồng trước cây nhỏ nó cho ngồng sau ấy thì nó cứ chơi nối tiếp liên tục vài tháng chơi hoa liên tục nha. Đấy, hoa này nó lại còn là hoa thơm nữa. Một bụi này thì khá là to đấy. Hoa thơm rất là đẹp như này, lá xanh mượt không hề lỗi gì nhá. Em bán là 100 000 một bụi. 100 000 một bụi, ở đây có khoảng 30 30 chậu thôi 30 chậu 30 bụi thôi. Nó rất là đẹp như này. Đấy sum xuê sum xuê nhé trồng trong cái cốc to ngồng đẹp lá đẹp dễ khỏe nhìn chi chít chi chít, chít, chít về chúng ta chỉ cần thay chậu cho nó sang một cái chậu nó đẳng cấp hơn nó to hơn đấy để cho nó phát triển được cái phát triển tối ưu nhất đấy là cây này rất là đẹp rồi đây nhìn này sum xuê bụi mà dễ khỏe cực kỳ luôn 100 trăm nghìn nhé tiền ship toàn quốc là 35 mươi nghìn cho em và em bán từ hai cây nhá số điện thoại đặt hàng là chín bảy bốn bảy em chào mọi người